Nhiều cái chuyện cũng rất là hay. Dạ vâng thưa. Thì đây cái chuyến đi của ông Donald Trump ấy, tôi nhận xét này thì nhờ các bác để ý luôn không? Đây là một lần đầu tiên một tổng thống Mỹ gặp một lãnh đạo Việt Nam tại Đông Nam Á. Lần đầu tiên. Đây là một cái chuyến thăm của tổng thống Mỹ đầu tiên đến một nước Á Châu trong vòng gọi là sớm nhất trong vòng 100 ngày đã nhận lời đi. Và cũng là lần đầu tiên một lãnh đạo Việt Nam là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã được đầu tiên được Tổng thống Hoa Kỳ lưu tâm. Và nếu mà ông gặp ông cái Chủ tịch Trần Đại Quang đầu tiên thì coi như là lãnh đạo đầu tiên ở Đông Nam Á được gặp Tổng thống Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ. Tức là ông chưa đi gặp ai ở Đông Nam Á hết. Ông đi Á Châu thì ông gặp ông Nhật ông ấy này kia thì cái chuyện nó ở Á Châu, còn đây là ở phía Đông Nam Á. Và đây là một chuyến đi dài nhất của ông trong thời gian ông nhậm chức cho tới ngày hôm nay, coi như là chuyến đi dài nhất từ ngày 3 tháng 11 cho tới ngày 14 tháng 11, 11 ngày. Và lại đi nhiều nước nhất. Đấy, đi trong vòng gọi là có rất nhiều địa điểm thì coi như là cái chuyến đi gọi là cái gọi là rất là làm việc cực nhọc cho một ông tổng thống. Cái họp báo tổng thống Donald Trump này là một người họp báo nhiều nhất. Hầu như ngày nào trên truyền hình cũng có cuộc họp báo của ông ấy hoặc là cuộc họp báo của và phát ngôn viên. Luôn luôn thông báo cho mọi người biết. Và họ sẵn sàng là không giấu giếm. Ông làm việc theo chủ trương không giấu giếm. Cái hồi tháng 7 đó thì khi mà ông Mike Pence tức là phó tổng thống đi tham dự ở cái tiền đại hội Philippines coi như cái toán tiền trạm. Thì lúc đó đó ông Trump báo chí hỏi ông có đi tham dự hội nghị của Á Châu không? Ông bảo maybe not. Có thể không? Có thể không? Và cho tới ngày hôm thứ hai, mặc dù ông đã ra thông báo rồi, nhưng mà sau đó thì có buổi họp báo. Thì ông bảo rằng cái chuyến đi của Philippines của ông, ông vẫn nói chữ maybe. Mặc dù đã xác nhận trong cái cuộc hành trình là đã nhận lời đi ăn bữa ăn ngày 13 rồi, ông cũng đã nói là maybe. Thì bây giờ đó, cái vấn đề đó, nó cái hỏi ra, chưa có một nước nào trong 2 năm liên tiếp mà hai vị tổng thống đến. 2016 thì Obama tháng 5, 2017 tháng 10 mới có một năm mấy tháng cái lại thêm một ông tổng thống mới qua. Và trong cái buổi họp báo ngày hôm qua, ông không có nói gì về vấn đề ông đi Việt Nam hết. Không có nói gì vấn đề đi chuyến đi chung công du Á Châu. Nhưng mà có một cái đài truyền hình ở đây, chúng tôi xin không nói tên vì vấn đề tế nhị, đã chạy một cái tít và chắc chắn nhìn vào là biết là câu view rồi. Tổng thống Donald Trump họp báo tuyên bố chi tiết về cuộc viếng thăm về Việt Nam. Thì trong cái đó nó chỉ là một cái phần nói chuyện của ông Donald Trump, không nhắc cái chuyến đi của ông. Nhưng mà có một ký giả hỏi ông một cái câu hỏi không liên quan tới Việt Nam luôn. Ông đi máy bay xuống mà là Nam Hàn như vậy, ông không sợ bên Bắc Hàn nó bắn hỏa tiễn, tại vì nó có dư sức nó bắn được. Đấy. Thì ông ấy lại cũng đùa ông trả lời đó. Cái chuyện đó thì cứ hạ hồi phân giải. Ông ấy tới ngay cái vĩ tuyến cái vùng phi dạ, quân sự vùng DMZ DMZ nó gọi là phi quân sự phi quân sự, ông tới ngay đó mà đấy. Thì ông sẽ nói chuyện với lại binh sĩ Hoa Kỳ và binh sĩ Đại Hàn để nói lên quyết tâm của Hoa Kỳ bảo vệ. Thì người ta nói rằng ngay trong cái vùng phi quân sự đó thì ông bảo rằng ai vi phạm thì vi phạm, nhưng mà một trong rồi cái ký giả khác nó nói rằng á cái tầm đi thật sự của ông ấy trong cái chuyến đi này như thế nào. Thì ông nói rằng Đông Nam Á là một cái vùng chúng ta không thể cái là bỏ quên được. Bởi vì trong cái cuộc gọi là
bàn cờ thế giới thì Đông Nam Á là một quốc gia họ đang có nhiều rất nhiều phát triển về kinh tế và chúng ta phải quan tâm tới. Và trong cái chuyến đi chúng tôi ghé qua thế này kia, mà ông không nói rõ cái vấn đề là ông sẽ tới Việt Nam làm cái gì ấy là đại khái. Nhưng mà cái dịch tít của cái video đó là giống như ở trong nước đưa tít ra là cái Tổng thống Donald Trump họp báo tuyên bố chi tiết về chuyến đi Việt Nam. Mà trong vòng ông trả lời chỉ có chưa đầy một phút đồng hồ. Thì chúng tôi thấy rằng là cái thì rõ ràng cái ý đồ của những cái cơ quan mà làm YouTube là để mà gọi là câu view. Tuy nhiên rằng dù sao đi nữa thì chúng tôi nghĩ rằng cái chuyến đi của ông Donald Trump đã trả lời cho rất nhiều cái vấn đề. Tôi lặp lại lời của Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã nói rằng ngày 30 tháng 4, ngày hôm nay có triệu người buồn thì cũng có triệu người vui. Thì ngày hôm nay đó, thì có triệu người vui thì chỉ có vài người buồn. Đó là cái nhóm ông Phan Kỳ Nhơn. Xin lỗi anh Nhơn nha. Thì bây giờ đó tôi sẽ gọi điện thoại hỏi anh Nhơn, phỏng vấn anh Nhơn. Tôi sẽ gọi đó. Thì hỏi các bác là cái vấn đề mà tại sao lại ông đi một phái đoàn 1.200 người, ông chỉ đi Hà Nội, chỉ đi Đà Nẵng mà lại không đi vào Sài Gòn? Cái câu chuyện là thứ nhất là cái thời gian chính thức là nó ở APEC và cái mà chính thức nữa đó là thăm Hà Nội, đúng là thăm nhà nước Việt Nam. Yeah. Còn cái câu chuyện đâu có phải rằng thì là đi để mà tìm thị trường đâu. Yeah. 1.200 người đi theo tổng thống đó thì nó có nhiều mưu đồ lắm, nó có nhiều những các cái thành phần và là họ có những cái tay em ở Sài Gòn, có những tay em ở Hà Nội, nhưng mà phải thảo luận với ở Hà Nội trước đã, không ạ? Còn những cái nơi kia, cái phồn vinh mà gọi là Sài Gòn trong trái tim tôi với gì thì nó vơ va vơ vẩn không? Sài Gòn tôi mất người như người đã mất tôi. Vâng, thưa bác, là bây giờ có hai cái vấn đề là ngày hôm đó thì cái mục đích chính là ông đã nói về vấn đề APEC, ông đặt vấn đề cái kinh tế đó. Thì ông đi về ông nói để cái vấn đề có thể rằng ông sẽ trở lại cái vấn đề TPP trong tương lai. Thế nhưng mà bây giờ vấn đề đó quan trọng ở đây đó là cái số người đi theo ông, 200 người là cái nhân viên của tòa Bạch Ốc, còn lại là 1.000 người. Thì chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ chia ra một phái đoàn đi Hà Nội với ông ấy để mà nói chuyện về thương mại. Tức là đây là toàn là doanh nghiệp với doanh nhân là đi ra. Còn một nửa đó thì sẽ đi vào trong Sài Gòn. Đấy. Thì họ sẽ nói chuyện đó. Cái vấn đề ông vào trong thành phố Sài Gòn hay không Sài Gòn nó không có cần thiết lắm. Có thể trong 2 năm nữa ông sẽ đi Sài Gòn để ông về ông khánh thành. Bởi vì lúc đó ông về ông khánh thành Donald Trump Resort thì sao? Mà biết đâu ông mua luôn cả cái đảo Phú Quốc thì sao? Bởi vì ông Donald Trump này là cái người làm những cái chuyện mà thường thường là mình phải gọi là kinh thiên động địa và những cái chuyện không ai nghĩ tới và không ai ngờ tới. Và ông có cái chủ trương á, giống như Việt Nam mình có câu tục ngữ có gan ăn cướp. Thì có gan làm giàu. Thì ông chơi mà cú nào ông chơi là cũng thành công hết. Ngay cả vấn đề cái Mar-a-Lago của ông không quảng cáo, không cho quảng cáo luôn, không có anh nào có quảng cáo ông, mà lúc nào cũng là book hết này, lúc nào phòng cũng đầy đủ hết. Thì hỏi ông tại sao ông không quảng cáo cái của ông bảo ông không dùng cái chức vụ ông để ông quảng cáo, bởi vì ông khi mà ông tập cẩm binh mà ông tới đó rồi đó thì ai cũng biết hết. Đứng đón ở ngoài xa mà đứng ở ngoài nắng mà dưới cái nắng Palm Springs nữa giờ chịu thế nào nổi. Đấy, cái Malago thì là ông ấy bắn 59 trái đó, còn giữ lại một trái để dành làm kỷ niệm. Không mà tôi sẽ viết thơ cho ông Donald Trump như thế này nữa. Này, ông nên cảm ơn cộng đồng Việt Nam cũng quảng cáo dùng cho ông ấy chứ bồi đỡ nè. Họ rất là hòa hợp hòa giải đó. Họ cầm cả lá cờ Việt Nam Cộng Hòa với lá cờ Trung Quốc đứng cạnh nhau nữa, chúng tôi biểu tình chung với nhau mà. Cái
lần nào cũng có những cái sự thiếu sót. Thì anh nghe nói tới ông ấy đến Philippines đó, yeah. Vâng, thì cũng nói kỷ niệm 50 năm cái gì đó. 50 năm Á Châu. Vâng, nhưng mà cái báo hải ngoại này đó, thì nhiều báo thì thấy mà cái chuyện ông ấy thăm Việt Nam thì tức điên lên rồi. Yeah, điên lên. Thì vâng. mới nói là ông ấy thăm hai cái tên gớm ghiếc nhất là Duterte với lại Nguyễn Xuân Phúc, hai cái tên mà thế đó. Tự dưng đánh đồng cái tổng thống Phi nào ạ, hai tên sát nhân với lại côn đồ là vừa Nguyễn Phúc Trọng và Duterte, có viết như vậy đấy. Thành ra rồi thì nghĩa là lại đánh đồng đã. Đây là chuyến đi qua nhiều nước chứ đâu có phải là đi qua xong rồi thì là lại nói là thì là tới đó APEC thế nào chả gặp cái thủ tướng Trung Quốc, thế nào chả gặp thủ tướng Nhật, thế nào chả gặp cái gì đó. Nó coi như rằng thì là mấy cái nước đó tới Việt Nam, chứ còn cái vai trò của ông Donald Trump cũng giống như mấy cờ nghệ kia đấy. Yeah. Thành ra tôi thấy cái cộng đồng này không biết làm sao nó cứ phải làm những cái chuyện tiểu nhân như vậy. Nó rẻ tiền đấy. Tôi thấy rằng thì là mình có tức, mình ghét, mình bực mình thì cũng phải giấu đi chứ làm sao mà lại làm những chuyện tiểu nhân đấy, nó buồn cười. Mà lại toàn là tiến sĩ viết đâu. Không, bác Phường với lại bác Hùng nói thế thì tôi cũng phải đỡ nó lời. Nhưng ngoài ra cái chuyện nói như thế còn có cái gì để nói? Không còn gì để nói nữa. Thì vớ vẩn cũng thế thôi. Này đó nó nghèo nàn tới độ không còn cái gì để nói khác hơn. Vâng, thì họ nói tới cười lắm. Họ nói là đâu ông đâu có thăm Việt Nam, ông chỉ là cơ hội để ông gặp mấy lãnh đạo của các nước cầm đầu này kia, Tập Cận Bình với lại Nhật Bản như bác Cường nói đó. Thế rồi ông đâu có cái, tại vì cái nghị hội Á Châu của thành gia ông nhân tiện gần đó thì mình sắp xếp mình tổ chức cái APEC cho nó trùng hợp. Mà trong khi người ta đó theo luật đó là thường thường là sau khi đó cái APEC chấm dứt ở năm ngoái thì bên Nam Mỹ thì bàn giao cho nước Việt Nam, thì nước Việt Nam đã phải có bổn phận chuẩn bị. Đấy. Thì người ta đã chuẩn bị từ cả một năm nay rồi. Rồi cái ngày nó trùng hợp với nhau đó thì là cái chuyện cái AGA là nó đúng 50 năm nó kỷ niệm thì nó tổ chức vào ngày đó. Thế nhưng mà cứ lại bảo là nhân tiện đi qua đó trong ghé qua cái thì khi tới nhà đó thì phải đi ghé thăm chủ nhà chứ thật sự thăm tâm ông cũng đâu có muốn. Thế hỏi có ông Trump ông có sợ ai không, mà ông phải như thế này, ông phải như thế kia. Toàn là cái vấn đề suy bụng tiểu nhân ra lòng người quân tử mà thôi. Thế bây giờ còn một cái vấn đề nữa. Nếu mà ông Trump đó, ông đi như vậy thì ông có thì giờ đi vào Lăng Ba Đình không? Tức là coi như ông chỉ có một ngày 11 thôi đấy. Hôm vừa rồi thì mình mới tán gẫu, mình mới nói thì là có thể ông ấy sẽ thăm Lăng Bác, nào không ạ? Vâng. Không phải là để ông ấy chọc tức ai cả, nhưng mà nhân cái cơ hội là ông ấy đi thăm nước Pháp. Dạ, vâng. Ông ấy cái đúng. Ngày Catorce đó, cái ngày quốc khánh của nước Pháp đó, thì ông ấy thăm cái mộ của cả Napoleon. Yeah, thành ra do cái chi tiết đó đó mà cái đó nó cũng không nằm trong chương trình của ông ấy. Dạ, không nằm trong chương trình, đúng rồi. Ông cứ ngó lời lúc mà ông trên khán đài. Đó, thăm cái mộ Napoleon thì do đó tôi mới nghĩ rằng thì là ông này có thể thăm Lăng Bác. Mà chuyện Lăng Bác thưa là nhà cầm quyền Việt Nam rất kỹ chứ không phải rằng thì là ai nó cũng cho tới Lăng Bác đâu, yeah. Không ạ? Thưa Clinton, cái hồi đó tới Việt Nam, nghĩa là một trong những người mà gọi là bỏ cấm vận, nối lại cái bang giao, một trong những người mà
đạt được cái thành tích đó, đó. Thế nhưng mà Clinton định thăm Lăng Bác, ngỏ lời, à, cái chương trình sắp xếp đó, thì người ta từ chối, nói rằng thì là Tết, à, Lăng Bác là Tết dọn dẹp, không có cho ai vào cả. À, thế thì, à, thế nhưng mà tôi xem ra thì đại hóa ra là cả một bộ chính trị đi vào và chúc Tết Bác ở trong lăng. Còn trong lúc ấy ông Clinton thì họ từ chối. À, vậy thì không phải rằng thì là Tổng thống mà muốn đi thăm nó cũng dễ đâu. À, họ nghĩ rằng thì là cái tư cách, à, cái tư cách đạo đức của Clinton là một nước lớn, nhưng mà anh này nó ngậm xì gà con mẹ gì đó, thành ra là thành ra là, à, đâu có thể nào mà nó vào Lăng Bác rồi nó nhìn cái nhà sàn rồi mà sống cuộc đời mà đơn chiếc thế này buồn nhỉ, thì bỏ mẹ thôi rồi. À, thành ra, à, rồi thì là cũng lại ông Obama thăm Việt Nam, à, cũng không thăm Lăng Bác mà chỉ vào thăm cái ao cá của Bác thôi. Trong phủ chủ tịch. Nhà sàn của Bác. À, không, thăm ao cá. Vâng.